Trong vòng đầu tiên này có một cái tên gọi rất là thú vị, đó là khả năng xuyên thấu. Xuyên thấu là gì? Là chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ba cô gái xinh đẹp, nhưng họ sẽ đứng sau ba bức màn. Mình chỉ thấy được cái hình dáng của họ bởi vì có một cái đèn nó chiếu lên. Sau đó thì họ sẽ giới thiệu về bản thân, quan điểm cũng như là tính cách của mình, để cho các bạn đoán xem cái người này cái mặt mũi ra làm sao. Sau khi các bạn hình dung xong hết rồi, chúng tôi sẽ cho các bạn nhìn thấy ba gương mặt nằm bất kỳ trên đây. Nhiệm vụ của các bạn là phải lựa chọn gương mặt phía trên phù hợp với hình dáng nào phía dưới. Và mỗi lần các bạn ghép đúng như vậy thì các bạn mang về cho mình 5 điểm. Các bạn rõ ràng chứ? Dạ, yeah, ok, hiểu. Và chúng ta hãy cùng đến với vòng đầu tiên mang tên Xuyên Thấu. Xin mời. Không biết là hai bạn, đầu tiên anh hỏi Quang Trung đi. Dạ. Khi mở bức màn ra thì Trung ấn tượng với lại cái cô gái thứ mấy? Em nghĩ là em sẽ ấn tượng với lại cô gái đầu tiên, cô gái số 1. Cô gái số 1, vì sao? Vì cái dáng đứng của cô rất là thanh lịch. Ừ. Hai cô gái còn lại thì có vẻ phóng khoáng hơn. Cái điều đó làm cho cô gái số 1 có vẻ hơi khác biệt. Ừ. Thiện cũng giống như Trung là thích cô gái đầu tiên. Từ cái dáng đứng cho đến cái giống như những gì mà mình tưởng tượng hồi nhỏ là một cô gái xinh đẹp là sẽ như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bạn đầu tiên giới thiệu về bản thân mình nha. Xin mời bạn. Xin chào, biệt danh của tôi là Hiếp. Bởi vì tôi có một đôi mắt hiếp, mà mỗi khi cười, đôi mắt của tôi lại hí lại và chẳng thấy mặt trời đâu cả. Sở thích của tôi là được đi du lịch. Tôi thích khám phá và trải nghiệm về những vùng đất mới. Tôi là một cô gái rất ngoan nhưng chưa hẳn là hiền. Mẫu bạn trai lý tưởng của tôi là một người đàn ông không cần phải quá giàu có, chỉ cần anh ta có bản lĩnh và ấm áp. Tôi nghĩ giác quan thứ 6 của người phụ nữ không luôn chính xác trong mọi trường hợp, nhưng trong tình yêu tôi tin giác quan thứ 6 của người phụ nữ là chính xác. Trời ơi, cái giọng dễ thương quá hả? Dạ, giọng dễ thương quá. Bạn này có vẻ hơi tiết lộ về cái đôi mắt dung mạo, đúng rồi, là cặp mắt hiếp. Dạ. Rất có lợi, các bạn nên nhớ cái chi tiết này nhé. Khi mà cô ấy gợi ý cho mình là đôi mắt hiếp rồi thì nhưng mà thì nghĩ là sau đó thì chắc là cô ấy sẽ có một cái miệng rất là dễ thương. Mắt hiếp, miệng dễ thương rồi thì chắc là sẽ là một cái mũi dọc dừa hơi cao. Chắc là sẽ có lúng đồng tiền nữa. Lúng đồng trời tiền rồi. Trời ơi, sao anh nghe được lúng đồng tiền hay vậy anh? Anh không có nghe, anh không muốn tưởng tượng, sao anh tưởng tượng à? Dạ. Nói thiệt, thường người mắt hiếp sẽ là được cười đẹp giống như anh biết chuyện đó. Còn Quang Trung, dạ không biết là em đang cảm nhận như thế nào về bạn. Cô gái hiếp nói là trong tình yêu đó người phụ nữ có giác quan rất là mạnh và sẽ không bao giờ nhìn sai tình yêu của mình, thì em thấy, em nghĩ nếu như mà thật sự đúng như vậy thì sẽ không có ai đau khổ trong tình yêu hết. Cho nên em nghĩ cô gái này có vẻ còn khá trẻ và có thể là chưa trải qua nhiều trong tình yêu, cho nên là cái gương mặt của cô này em nghĩ là sẽ chưa có hằn lên những cái vết đau khổ. Cho nên em nghĩ sẽ còn cái nét sương. Dạ, cái nét rất là sương mai. À. Dạ, cái nét hơi khó hiểu ha anh hả? Ồ, nét sương mai anh cũng cái chưa tưởng tượng ra. Nhưng mà thà hồi nãy nếu anh Vinh anh nói á, mắt hiếp rồi cười có duyên giống ảnh á, thì anh bắt đầu không muốn tưởng tượng rồi đó. Dạ. Anh nói cho em nghe nha, anh mà là con gái là rất là đẹp gái luôn. Trời ơi, xinh nhỏ, xinh nhỏ, xinh nhỏ. Cái mặt của anh, con gái nào mà đô vật như anh. Anh nói đi, anh chỉ em đi. Không, đừng tính cái dáng người, nhưng mà những cái nét của anh nếu mà là con gái cũng rất là đẹp. À, tức là che hết luôn đúng không? Chứ trời lại cái mặt. Ủa anh, sao mà anh thuyết phục tụi em là anh sẽ đẹp gái chi vậy? Anh muốn điều gì? Không, không, bắt đầu giác quan thứ 6 của Thiền hiện lên rồi. Đó. Anh muốn nói gì đây? Anh muốn điều gì? Dạ ơi, chắc em về đi chứ hai bạn này ăn hiếp anh quá rồi. Trời ơi. Xin mời bạn thứ hai. Tôi có biệt danh là Cà Lem. Tính cách của tôi khá thẳng thắn, nghĩ gì nói đó. Quan điểm của tôi là cứ chân thành, mất lòng trước, được lòng sau. Hình mẫu người đàn ông của tôi không cần phải sáu múi nhưng phải nam tính, cũng không được bự mự đâu nha. Sở thích của tôi là đi du lịch bụi, nghe nhạc classic. Từ kinh nghiệm của bản thân, giác quan thứ 6 đối với tôi chỉ chính xác từ 60-80% mà thôi. Nghe giọng nói của cô này thì em nghĩ chắc cô này có một đôi môi khá đầy đặn. Dày cỡ nào, dày cỡ em không? Em mỏng lét à. Mỗi vậy hả? Nhỏ xíu, không thấy môi ra luôn á. À, chắc tại anh đứng xa, anh không thấy chứ anh thấy xa thấy nó. Dạ. Giống hai rồi em ráng vậy cho hết chương trình nha Trung. Dạ em làm được hết á. Em nghĩ cô này sẽ mắt to á. Gương mặt hình gì? Em nghĩ chắc cô này sẽ có một cái cằm tròn tròn á. Chắc sẽ không có phải là V-line đâu. Ừ. Chắc là O-line. Hơi đầy đặn tí xíu. Dạ em nghĩ vậy.
Em nghĩ là da nâu. Da nâu nữa? Dạ. Tại sao? Điều gì khiến em nghĩ là da nâu? Thích đi du lịch này kia nọ. Với lại em nhìn cái dáng của cô này, em nhìn rất là phóng khoáng. Thì em nghĩ cô này sẽ không có chú trọng đến làn da nhiều, mà cô thích cái sự tự nhiên. Thì cũng có chung quan điểm đó, là ở cô số 2 này thì thấy bạn ấy khá là năng động. Về mái tóc thì Thiện không nghĩ đó là một mái tóc ngắn, thì nghĩ là một mái tóc dài được buộc lên, mắt to 2 mí, rồi mũi thì mũi cao, miệng vừa, rồi cầm thì chắc là V-line. Khá chuẩn, khá rõ ràng, và hy vọng là các bạn sẽ đúng trong cái phán đoán của mình. Bây giờ chúng ta xin mời bạn thứ ba, bạn cuối cùng nói về bản thân mình. Xin mời. Xin chào, tôi có biệt danh là The Dream. Dream ở đây có nghĩa là những giấc mơ. Bởi vì tôi là một người rất thích mơ mộng. Tôi có một sở thích đó là cà phê một mình. Và khi cà phê thì tôi sẽ chọn cho mình một vị trí ngồi gần cửa sổ để có thể nhìn ngắm dòng người qua lại. Với tôi thì giác quan thứ 6 có vẻ khá đúng. Tôi giống như cái máy dự báo thời tiết vậy đó. Có ngày trời nắng kinh khủng, tôi lại nghĩ trong đầu là chắc là trời sẽ mưa. Y như là những gì tôi nghĩ, đến tối thì trời mới mưa. Không, miễn sao trong ngày hôm đó mưa là cũng ngon rồi, dữ dội rồi. Thiện thấy là bạn ấy là một cái người gọi là lãng mạn, hay gọi là tưởng tượng rất là nhiều. Cho nên Thiện cũng đã tưởng tượng ra một cái khuôn mặt, tức là mặt hơi phúc hậu một tí, là cái má cũng hơi có thịt á. Không hiểu sao mà Thiện rất thích những cô gái tóc dài, cho nên Thiện vẫn quy định rằng là bạn ấy có tóc mái tóc dài. Em thì lại thấy cô số 3 này, em nghĩ là có một gương mặt thanh thoát á. Em nghĩ là cô số 3 này có một gương mặt V-line. Chắc là đôi mắt cũng to tròn, mũi cao, mũi trái tim và thắt bến đuôi sam á. Bây giờ thì chúng tôi sẽ cho hai bạn nhìn thấy ba gương mặt nằm bất kỳ trên đây. Dạ. Xin mời màn hình. Wow. Chà, có một cô tóc ngắn nha. Ê, nhưng mà chương trình có cho đổi tóc giả không? Không, tóc thiệt. Không đúng không? Không, ý là nếu mà trên mình có đổi thì mấy cô này cũng sẽ đổi ngoài đây luôn. Đầu tiên là cô gái có biệt danh là Hiếp. Thì theo Trung, em đang nghĩ là Hiếp sẽ là người có sở hữu gương mặt số mấy? Cô gái Hiếp là người sở hữu dung nhan số 2. Số 2. Em tin vào cái cặp mắt. Em quên mất cặp mắt luôn á. Mà cái cô gái trên hình rồi cũng mắt nhỏ Hiếp nhỏ á, nè. Mắt nhưng mà mắt to, mặc dù không có mí thôi nhưng mà mắt một mí. Dạ, mắt một mí nhưng mà to. Nguy cơ cười là hí rất cao, đúng không? Dạ. Một mí mà to còn hơn 2 mí mà nhỏ anh hả? Không, nói với anh Thiện thôi anh. Đúng rồi, anh nghe anh hiểu. Má anh Vinh nhìn dễ thương mà. Anh dễ thương mà. Thiện đồng quan điểm với lại Trung. Thật ra khi mà nói về giác quan thứ 6 á, thì chắc Thiện nghĩ đó là cái cảm giác đầu tiên khi mà mình cảm nhận được. Chính xác. Thì cái cảm giác đầu tiên của Thiện đã ráp luôn 3 người luôn rồi. Rồi, bây giờ bạn cho tôi biết Hiếp là người có gương mặt số mấy? Số 2. Số 2. Sự lựa chọn đầu tiên của hai bạn là giống nhau. Và tôi không hy vọng tiếp theo nó vẫn giống nhau. Và mình nói sao mình hay bị mang tiếng là không có chính kiến đó. Hoặc là mình ghi ra đi anh, mình ghi ra đi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chốt một lần với bạn có biệt danh là Kalem nhé. Dạ. Giờ số nhé. Dạ. Giờ tay nhé. Dạ. 1 2 3. À. Yeah. Vậy thì cái gương mặt số 3 là của bạn giấc mơ. Dạ. Có liên quan không? Em thấy gương mặt số 3 cũng khá là mơ mộng ha. Đúng rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bạn ở giữa đi. Bạn Kalem. Dạ. Có phải là cô tóc tém với gương mặt số 1 hay không? Nào, xin mời. Phá tan giác quan thứ 6 của tôi rồi. Đó. Thì đó, hồi nãy em mới vô em nói em giác quan thứ 5.5 mà. Sai hết luôn là vui chết luôn á anh. Đâu, khoan từ từ nha. Từ từ để mình tỉnh lại nè. Hồi nãy mình đoán là 2, 1, 3. Dạ. Đúng không? Bây giờ là số 3 rồi. Số 3 ra dạ. Là trật rồi, trật một số rồi. Mình có thể đúng đựng số. Gọi là sai luôn cả hai anh. Sai luôn hai. Hai luôn cả hai là người ta nói hai đứa mình dở chết luôn á. Không, mình sẽ đúng, yên tâm. Các bạn đang giữ cùng đáp án với nhau. Sai thì sai chung. Dạ. Đúng thì cũng đúng chung ha.
Xin mời hai bức màn của Hiếp và Giấc Mơ mở lên. Hiếp đúng là gương mặt số 2, chính xác. Tất nhiên là số 3 không đúng. Nhưng mà anh không nghĩ là mái tóc tém của em lên cái bóng thì nó lại ra như mái tóc thắt sam. Thì đó, em nhìn ra là... Có thủ thuật gì trong đó dạ. Vậy? Em nhìn ra Giấc Mơ đang thắt bính đuôi sam luôn, em hay sợ không cả nhà. Như vậy là hai bạn đã cùng mang về cho bản thân mình 5 điểm. Chúc mừng. Không sao, hai bạn sẽ còn cơ hội để mà vượt nhau, chiến thắng nhau dựa trên giác quan của mình ở vòng thi thứ hai. Nhưng trước khi đến với vòng thi thứ hai, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong vòng ít phút.